Đây là chiếc sedan RS IS 300 Sport, được độ những cái gói, nhìn đều biết IS 300. Cái logo đó độ màu trắng, xe màu xanh nhưng mà độ cái logo có màu trắng. Sport IS 300. Xe này sẽ sedan. Mâm 5 chấu kép. Đèn LED LED thường. Độ màu trắng. Cái wheel đặc trưng của Sport. Giống như vậy cá vậy đó. Nội thất màu đen. 5 chỗ. Ghế dạng thể thao, ghế ôm. Nó hai bên đây nè. Nó ôm vô. Người nằm mà bự con mà dai lưng rộng ngồi nó khó chịu lắm. Chỗ nhỏ nằm lọt vô trong. Màn hình 10 inch. Không biết 10 hay 10 mấy inch nhưng mà cũng vẫn xài cái joystick không có cảm ứng. Giống như RS 350. Cái vô lăng nhìn nó nhỏ hơn. 350. Cũng có cái logo Sport nằm dưới đây. Cửa sổ trời. Hàng ghế sau 3 chỗ hơi bị chật ha. Nếu mà người to con ngồi chật lắm. Xe này cho thanh niên chạy à. Chứ người lớn tuổi ít chạy lắm. Cái giá nó nhiêu? Giá là 46.000. Giá của nhà là 46.000, về đây 54.000. Có thêm những cái màu trắng nè. Sơ màu trắng thôi ăn 3.000 bạc. Xe này sản xuất tại Nhật chắc. Nhìn số bên. Đúng rồi. IS 300 phiên bản Sport, thêm những cái gói độ